quá dễ dàng luôn đấy các em. Thế nên thầy mới nói rồi, ôn in vào những câu như này. Đấy, những cái câu mà như câu 12 này nhá, thì cái đoạn đầu tiên đấy các em không cần quan tâm đến nó, đọc nó nhiều gì nhức đầu kệ nó, đúng chưa? Đây là những câu mà cung cấp đơn lý thuyết thôi, hay như thầy mới nói nó là đánh nhiễu. Đây các bạn chỉ cần quan tâm này, tính khối lượng ester methyl methacrylate đun nóng methacrylic acid với 100 methylacol, thế là xong cái bài yêu cầu để bài cho hiệu suất phản ứng ester. Thế là xong, bạn chỉ để ý cái đoạn mà có cái dữ liệu này thôi nhá. Đây ạ, ta có này, methacrylic acid CH2 nối đôi C gạch CH3 gạch COOH đúng chưa, cộng với cộng với methyl alcohol là CH3OH đúng chưa. Đấy, phản ứng này tạo thành ester là CH2 nối đôi C gạch CH3 gạch COOCH3 cộng H2O. Nhưng mà để này bấm máy tính khó lắm nhá, mình cộng gộp lại bấm máy tính dễ. Cái anh acid này có phải chính nó là C4H6O2 không, anh ester này có phải chính của nó là C5H8O2 chưa, được chưa? Thế thì bây giờ số mol của acid, mình đi tìm số mol của acid trước, rất dễ rồi. Số mol của acid chúng ta sẽ là bao nhiêu đây? 215 215 chia cho phân tử khối để 12 nhân 4 cộng 6 cộng 32. Ôi biết ngày 86 rồi, đúng không? 2,5 mol. Vậy số mol của ester này, số mol của đâu, số mol của alcohol chứ, 100 chia 32, 100 chia 32 bằng 3,125. 3,125 mà hiệu suất phản ứng ester hóa chỉ cho 60%, và hiệu suất tính theo chất hết. Vậy nó sẽ là 2,5 nhân với 0,6, được chưa? 2,5 nhân 0,6 là số mol của ester. 2,5 nhân 0,6 thuận thì nhân hiệu suất, nhân phân tử khối của C5H8O2 nhân 100 bằng 150. Dễ không ạ? Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D.